Thưa sư, xin cho con biết con có thể gửi tiền đến chùa và kính nhờ sư in sách kinh có được không? Hôm nay con có nghe trong phần vấn đáp ngày 30 tháng 8 có nói về sách kinh dịch phải đem về copy chứ không có dư. Về cái phần này á thì thứ nhất á, là cái về cá nhân của sư thì kinh sách sư không có thiếu và cái vấn đề ở đây á, nếu như mà mình xét về cái vấn đề đại chúng, vấn đề số đông ấy, vấn đề ở đây không phải là không có tiền in kinh sách mà là không có đủ sách. Cái vấn đề là không có sách chứ không phải là không có tiền. Và bản thân cái việc ấn tống hiện tại nó cũng có khá là nhiều vấn đề. Ví dụ như mình phải biết được cái nhu cầu của thiên hạ rồi mình in ấy thì nó sẽ tốt hơn là cái chuyện mà mình in đại trà. Sẽ biết bây giờ nhiều người ấn tống rồi in đại trà, nó dẫn đến chuyện á, những người mà họ không cần những cái kiểu cho miễn phí họ cũng cứ lấy, rồi nó lấy mất cái phần của người cần. Rồi thêm một phần nữa thì nhiều người họ cái kiểu mà của cho là của ôi ấy, thì họ không có trân trọng mấy cái đó. Cho nên bản thân cái việc mà mình ấn tống đó, nó cũng là một cái mình phải bàn một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên thật sự mà nói hiện tại bây giờ sư không có thời gian. Có rất là nhiều việc mà sư muốn làm lắm, nhưng mà những việc này thì cái cấp độ ưu tiên của nó đó, thì nó cao hơn cái việc ấn tống. Ví dụ như đầu tiên là sư cần phải duy trì cái lớp này, duy trì những cái lớp Phật pháp. Rồi hiện tại bây giờ sư đang nhờ người ta làm một cái trang web. Cái trang nó là cái trang suthamma.net. Cái trang suthamma.net thì ở đây nó có những cái vấn đề như thế này. Thứ nhất á, là cái trang học pháp thì để cho quý vị mình có được những cái bài giảng về những cái trong kinh tạng. Sư chủ yếu là những cái bài giảng trong kinh tạng thôi. Đấy, rồi mình đi vào trong đây mình học, có chỗ để mình học. Rồi mình có cái phần vấn đáp. Đây có cái phần vấn đáp là để tóm gọn lại những cái câu mà sư đã trả lời. Đấy, ở đây gần 1.000 câu hỏi rồi. Rồi có cái chỗ để quý vị gửi câu hỏi. Rồi riêng cái phần tam tạng ấy, sư để ở đây nó sư có một cái mục đích riêng mà nó liên quan chặt chẽ đến cái phần học pháp. Nó như thế này nè, cái vấn đề như thế này. Ở trong tam tạng có nhiều chỗ khó, khó đây là khó hiểu. Quý vị đọc á, quý vị có thể không hiểu, ủa cái chỗ này là kinh muốn nói cái gì, cái nghĩa của cái chỗ này là cái gì. Thì nó cần một cái sự chú thích, nó cần có sự chú thích. Ví dụ như cái đoạn kinh đó, xin lê bấm ví dụ, bây giờ hiện tại giờ sư vẫn chưa có, thành ra là phải nhờ cái trang Buddhas. Thí dụ như một cái đoạn mình không hiểu nó có ý nghĩa gì, nó đọc hoài không hiểu, thì mình sẽ có một cái giống như là cái ghi chú, mình rê vào chuột vào trong đây, nó sẽ có cái ghi chú là cái đoạn kinh này nghĩa là cái gì. Rồi có những cái phần ví dụ như là cái nghĩa của cái từ này, ví dụ như là cái nghĩa của từ này nó chưa được hoàn mỹ, nó chưa được chính xác, và mình cần xét lại thì cũng cần cái ghi chú ở đây. Nhưng mà mấy cái này hiện tại bây giờ không có chỗ nào có, không có chỗ nào có. Nhưng mà chúng ta được một cái phước rất là lớn. Đó là ngày sư Giác Nguyên, ngày Giác Nguyên ấy mở những cái lớp như là Trường Bộ Tương Ưng Tăng Chi,
Trung Bộ cũng có một vài bài thì cũng có nhắc đến một vài chỗ trong đây. Thì sắp tới sư dự định ý, là chúng ta nên có một vài bạn, một vài vị học, thứ nhất là nghe ha, nghe những cái bài giảng này và note lại những cái chỗ khó. Những chỗ khó mình sẽ, ví dụ như mình cái chỗ khó là cái chỗ này ha, mình sẽ note lại và mình có cái phần ghi chú. Cái đoạn này nghĩa là cái gì, cái từ Pali nó nghĩa là cái gì, và như vậy đó cái người sau ấy, về sau này ấy, những cái người mà nghiên cứu kinh tạng ấy, các vị đó không nhất thiết phải nghe, phải theo dõi nghe toàn bộ nguyên một bài, mà các vị đó chỉ cần mở kinh ra thôi, dò, và cái việc học của mình ấy nó sẽ thuận tiện, nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Thì đây là một cái hướng mà sư đang ưu tiên, nó sẽ ưu tiên hơn là cái chuyện ấn tống, tại vì ấn tống mình cũng không chắc, mình không biết là ai cần, và có nhiều chuyện lắm, nhiều vấn đề lắm. Và một phần nữa là sư bây giờ quý vị cũng thấy á, là bây giờ một tuần nếu như sư không phải là sư đang giảng, sư bận giảng, thì sư cũng đang bận soạn tài liệu để giảng, hầu như nó không có thời gian. Bây giờ mình đẻ ra thêm cái ấn tống nữa, đương nhiên ấn tống là tốt, nhưng mà bây giờ sư không có thời gian, để sư không còn cái tinh lực để lo cho cái vụ này. Đấy, rồi khi mà quý vị cúng dường mà nêu cái mục tiêu cụ thể á, thì nó phải dành cho cái việc cụ thể. Ví dụ như quý vị nói là cái việc cúng dường này là dành cho cái phần ấn tống nè, thì sư phải để riêng nó ra, để chỉ khi nào ấn tống mới xài được nó thôi, còn những việc khác là tuyệt đối không có đụng vô. Đấy, cho nên nếu mà quý vị gửi cho sư để dành cho mục đích ấn tống ấy, thì có lẽ là phải rất là lâu nữa mới dùng đến cái việc đó nha. Còn nếu mà quý vị muốn làm cái thiện pháp nào khác mà liên quan thì có nhiều cách để liên lạc với sư. Ví dụ như là gửi tin nhắn ở trên Facebook, hoặc là gửi ở trên địa chỉ email của sư. Đấy là sư Hạnh Tuệ ha, @gmail.com. Đấy, đây.